Tử Vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Hợi đều là những người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, cho nên họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được nhiều người yêu quý, tôn trọng. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Quý Hợi luôn luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Những người này giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ coi trọng danh dự, nhân phẩm và chữ tín của bản thân. Bởi vậy, mỗi khi đảm nhiệm một công việc, trọng trách nào đó, tuổi Quý Hợi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Có một số người tuổi này bề ngoài lạnh lùng, trầm tư, nhưng bên trong họ lại có một trái tim giàu tình cảm. Khi yêu, người tuổi Hợi mệnh thủy sẵn sàng hy sinh tất cả để khiến người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc. Chính vì biết kiếm tiền, phẩm chất tốt cộng thêm mối quan hệ tốt mà trong năm 2021 Tân Sửu, mọi thứ tuổi Quý Hợi đều phát triển rực rỡ. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đường tài lộc phát triển rực rỡ, tiền bạc ùn kéo đến. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Quý Hợi có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Quý Hợi sinh năm 1993 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Quý Hợi thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Tử vi tuổi Quý Hợi năm 2021, nam mạng vận trình không được bằng phẳng. Dịch mã khiến công việc của bạn gặp nhiều biến động, khiến bản mệnh có thể sẽ phải thường xuyên đi công tác hoặc đi làm ăn xa. Điều khách gây áp lực về tinh thần mà sức khỏe gặp tổn hại, cần phải nâng cao cảnh giác. Bước sang năm 2021, nam Quý Hợi sẽ 38 tuổi. Đường tài lộc năm nay tương đối ổn định, an nhàn, bạn có thể hưởng thụ. Bạn sẽ có một cuộc sống êm đềm và bình yên, về cơ bản có thể đạt được thành tựu lớn trong năm 2021. Trong công việc, bạn làm việc đều đặn, tiến về phía trước và sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn. Mặc dù bạn không có trong tay số tiền lớn, nhưng bạn vẫn có một khoản tiền tiết kiệm khá khá. Tình cảm tương đối ổn định, cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tuy thỉnh thoảng có xích mích nhưng cũng nhanh chóng giải quyết được. Về sức khỏe, tuổi này ít gặp bệnh tật hay tai nạn lớn. Vận trình tổng thể của nữ tuổi Hợi sẽ tương đối ổn định. Trong công việc sẽ được ban lãnh đạo trọng dụng lại vì công việc xuất sắc. Bởi vậy, không chỉ được hưởng mức lương cao mà còn được thưởng rất hậu hĩnh, cuộc sống trở nên tích cực. Đối với những người đối mặt với những rắc rối nảy sinh trong công việc, những cô nàng tuổi Hợi độc thân trong giai đoạn này sẽ có một mối quan hệ tốt, sẽ quen biết một số bạn khác giới vừa ý. Thu nhập của cô gái tuổi Hợi năm nay tăng cao, chi phí sinh hoạt cũng tăng lên rất nhiều. Phải xây dựng kế hoạch tiêu dùng hợp lý để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Quý Hợi sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Quý Hợi qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản
tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Tử vi tuổi Quý Hợi năm 2021 Tân Sửu có cho thấy về mặt sự nghiệp, công việc của bạn dễ dàng hơn. Trong nhiều trường hợp còn có thể không có việc gì làm, ngày bình thường đặc biệt nhàn rỗi. Đồng thời, đồng nghiệp hòa thuận với nhau hơn, không có mưu mô gay gắt, mọi người cùng nhau bàn bạc, giải quyết vấn đề. Những người tuổi Quý Hợi đang thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp, tuy không thể đạt được bước phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn như vận trình, nhưng vận trình chung khá tốt. Trong năm nay, nam tuổi Hợi có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể đọc thêm sách, học hỏi thêm để không ngừng nâng cao kỹ năng làm việc của mình. Để có thể kích hoạt tài lộc và tăng may mắn thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời trong quá trình phát triển sự nghiệp, Bát Bảo Tâm Kinh sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Đặc biệt, vòng còn giúp xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân quấy rối trong quá trình bạn phát triển sự nghiệp. Về mặt tài lộc. Về tài lộc, nam tuổi Quý Hợi sẽ có nguồn tài chính tương đối ổn định. Dù thu nhập hay chi tiêu cũng không có nhiều chênh lệch so với những năm trước. Nếu bạn muốn tích lũy nhiều tiền hơn, bạn có thể cố gắng mở rộng các nguồn tiền. Bạn có thể điều hành một số công việc kinh doanh bên lề dựa trên chuyên môn của mình. Còn về chi tiêu, đàn ông tuổi Hợi thực ra không ham muốn mua sắm, chủ yếu quan tâm đến việc mua đồ ăn. Điều này lại không đáng lo, vì họ không thể tiêu quá nhiều so với số tiền mà bản thân kiếm được. Nữ tuổi Quý Hợi cũng sẽ có được tình trạng giàu có như ý muốn vào năm 2021. Với sự giúp đỡ của các ngôi sao may mắn, nữ mạng sẽ có được một số cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Về đầu tư, cô gái tuổi Hợi có thể dành nhiều thời gian hơn cho bất động sản và tài chính. Nếu biết nắm bắt thời cơ, sẽ thu được lợi nhuận tốt. Nhìn chung, nữ Quý Hợi sinh năm 1983 rất tốt về phần tích cực và tài lộc. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ thì sẽ có kết quả. Trong tiêu dùng hàng ngày cần tiết chế vì các khoản chi tiêu trong cuộc sống tương đối lớn, lại có nhiều nơi để tiêu tiền để hình thành thói quen tiết kiệm tốt, bạn có thể gửi tiền vào ngân hàng. Điều này sẽ kìm hãm ham muốn tiêu dùng ở một mức độ nhất định. Có thể trong năm 2021, nguồn tài chính của bản mệnh có nhiều thay đổi lớn, nhưng mọi sự đều cần sự may mắn. Chính vì vậy mà thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí của nhà Phật sẽ giúp tăng may mắn, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, phòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Về mặt tình cảm. Về phương diện tình cảm, nam Quý Hợi sinh năm 1983 có thể sẽ duy trì được hiện trạng đang có. Nói một cách đơn giản, người độc thân vẫn chưa tìm thấy nửa kia của bản thân. Bạn không gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Và dù có một số đối tượng hay bạn bè đã kết hôn, dù có mâu thuẫn với nhau cũng không chia tay hay ly hôn thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những chàng trai tuổi Quý Hợi phải đảm đương trách nhiệm của mình, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền và cung cấp điều kiện sống vật chất tốt cho bạn đời. Đồng thời, khi gặp phải rắc rối nào đó, bạn cũng không nên giấu giếm mà nên chủ động đứng ra để bảo vệ nhau. Đối với nữ Quý Hợi thì về chuyện tình cảm, năm 2021 là rất tốt. Nhân duyên của người độc thân trong năm nay tăng lên rất nhiều, sẽ thu hút được sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, để mối quan hệ tình cảm phát triển thuận lợi hơn, cô gái tuổi Hợi nên chú ý ăn mặc, có thể thay đổi phong cách ăn mặc, trang điểm phù hợp. Sự thay đổi sẽ khiến cô gái tuổi Quý Hợi tự tin hơn và có thể chọn được những người đàn ông xuất sắc. Tình cảm giữa cô gái tuổi Hợi và người yêu tương đối ổn định, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng họ vẫn mặn nồng như thuở mới cưới. Không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ bên ngoài, tình cảm gia đình hòa thuận, không có gì đáng lo ngại. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh không có bước chuyển biến lớn. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe.
Về sức khỏe, người sinh năm 1983 sẽ không gặp phải vấn đề lớn trong năm 2021. Thể chất không tồi, tinh thần vô cùng vui vẻ, dù sao cũng không có gì khó khăn, không có áp lực tâm lý. Ngoài công việc trong năm nay, vào cuối tuần hoặc ngày lễ, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè để thư giãn hoặc đi du lịch. Điều này có thể giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình, đừng quá tham lam, nếu không sẽ gây gánh nặng và áp lực lớn cho dạ dày. Về bài tập, bạn phải tiếp tục thực hiện và cường độ không được quá cao, nếu không có thể phản tác dụng. Trong năm 2021, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.